Dạ xin kính chào quý cô chú anh chị em. Hôm nay shop Lê Quốc Đồ Xưa xin giới thiệu đến quý cô chú chị em là có nhập về một số sản phẩm. Tại shop Lê Quốc thì có rất là nhiều sản phẩm đồ gỗ nha quý cô chú. Và một số đồ đồng quê, rồi đồ lính. Đây là đồ một số đồ lính Mỹ nha quý cô chú. Và ngày hôm nay thì shop có nhập về là đồ gốm nha quý cô chú nha. Lâu lâu rồi shop đi sưu tập đồ gỗ. Shop Lê Quốc thì chủ yếu là đồ gỗ nhiều. Hôm nay thì xin giới thiệu đến quý cô chú là một số sản phẩm shop mới sưu tầm về ha. Như là những cái tô chiếc yêu, những cái muỗng Nhật và một số đũa mung chống độc nha quý cô chú nha. Dạ. Xin mời quý cô chú tham khảo nha. Shop em dành nhiều đồ gốm nên cũng có sưu tầm một số tô cho quý cô chú anh chị em tham khảo nha. Đây là tô, đây là Thất Hiền đẩy ông tiên. Dưới đây là có những cái chữ chữ Nhật nha. Cái này là hình như tô Nhật đó quý chú nha. Một số tô shop có đây, cái thứ nhất, cái số 2, cái này cũng có cái số 2 cũng giống vậy ha. Và cái số 3, cái số 3 thì màu thấy nó tươi hơn. Tô chiếc yêu nha quý cô chú, đây là mộc Nhật. Cái này 7 ông tiên là rõ hơn nè. Thất Hiền, Trúc Lâm Thất Hiền, 7 ông tiên. Rất đẹp ha, cái tô này sáng hơn cái màu dưới đây. Dưới đây thì tối hơn cái này. Ba cái do cái thứ tư. Ở trong đây nó có mấy con này giống con cua quá. Cái này là được vẽ tay nha quý cô chú. Tô chiếc yêu được vẽ tay, xung quanh là vẽ hoa văn rất đẹp nha. Còn đây phía sau có con dơi. Trúc Lâm Thất Hiền, 7 ông tiên. 4 cái thứ tư. Cái này cái thứ năm. Cái này tươi hơn nha. Cái này cũng tươi nha quý cô chú nha. Màu tươi hơn. Cái này để có chốc men chút xíu nha quý cô chú. Dạ. Còn này phía trong. Phía trong này thì có dơi ha. Những con dơi nha. Hoa văn xung quanh. Quý cô chú nó không hiểu không rõ thì cứ gọi Zalo trực tiếp đi, shop sẽ quay trực tiếp cho quý cô chú anh chị em xem hàng. Còn ở xa thì gọi điện Zalo để shop tư vấn rõ ràng hơn. Shop xin cảm ơn. Cái này mỗi cái khác nhau nha quý cô chú. Shop thì không có rành, shop bán một quay tổng thể một lần rồi. Đây bướm, bướm bướm vẽ như bướm trong. Bướm là bướm ở trong. Còn đây xung quanh, viền xung quanh cái này thì có hơi mẻ. Mấy cạnh này có hơi mẻ nhỏ. Này bướm ha. Bướm thì phía sau này là người ta in bướm ha.
Còn cái này là cái bướm luôn. Đó, cái này của Nhật nè, đó, hàng Nhật nha quý cô chú nha. Sadakuni. Đây là phía sau, cái này lành hơn. Cái này lành hơn cái kia. Shop bán sa cạ nha quý cô chú ha. Shop có mấy cái à. Bướm xung quanh, cái này lành nè. Tất cả là shop được 2, 4, 6, 7 cái nha. 7 cái. Shop xin nhắc lại là cái này là con bướm ha. Nó có răng ở đây. Cái thứ nhất. Cái này cũng bướm luôn. Có mẻ nhỏ ở đây chút xíu. Ha, bướm à. Còn cái này lành. Cái là cái số 3 nha quý cô chú ha. Sắp sinh nhắc lại cái số 3 là dơi nha. Cái này lành nha. Cái số 3 lành nha quý cô chú. Cái số 4 lành luôn. Số 4 cũng dơi luôn. Cái số 4 nha. Số 4 lành nha quý cô chú nha. Không có nứt gì hết. Cái số 5 lành luôn. Nó mẻ chút xíu đây thôi nè. Có cái tai trắng nhỏ nhỏ xíu đây nè. Ha, con dơi rất đẹp nha. Cái số 5. Shop có 7 cái chiếc yêu. À, có đường nâng nhẹ rồi nữa nha. Nâng gió nhẹ xíu nè. Cái số 5 đẹp cho quý chú. Đó, có màu đẹp nè. Cái số 6 nè. Cái này dơi ha, trong lòng có dơi ha. Chỉ răng nhẹ chỗ này chút xíu nè. Răng trên đây nè. Nhìn kỹ mới thấy nha quý chú nha. Xíu xíu à. Rồi cái cuối cùng. Cái này lành. Đó, mẻ nhỏ đây chút xíu. Cái này trang trí rồi trong tủ kiến rồi đẹp nha quý cô chú ha. À, 7 cái này shop giao lưu là 1 triệu. Shop xin 7 cái tô này là 1 triệu. 2, 4, 6, 7 nha quý cô chú nha. Đường kính có cái tô là 16.5 nha quý cô chú nha. Cái tô chiếc yêu là 16.5. Còn cái muỗng cổ lậu này. Shop xin đo. Cái này là dạng lớn nha quý chú nha, 14 nha. Hơn luôn á. Cái này 14.2 luôn á. Hơn 14 nha quý chú nha. Chiều dài hơn 14. Shop xin báo từng cái một. Đây là cái thứ nhất nha. Đây đồ Nhật nha quý cô chú nha. Cổ lầu Nhật. Cái thứ nhất. Tiếp theo cái số 2. Cái này chữ Nhật luôn. Nhưng mà nó là La Mã. Chữ Nhật. Chữ Nhật. Cổ lầu nha. Lành luôn nha quý cô chú nha. Có hình ngôi nhà. Cái số 2. Cái số 3. Lành luôn. Shop giao lưu mấy cái muỗng được lành. Cái số 4. 4. Cái số 5. Nhật luôn nè. Cái số 5. Cái số 6. Nhật luôn. Có mọc hết hay là quý cô chú nha. Cái số 7 Nhật luôn. Lành hết. Cái số 8 Nhật luôn. Muỗng cổ lầu. Shop có mười mấy cái nha quý cô chú. Được lấy hết dùm shop luôn. Shop bán giá rẻ. Ở đây nha, chữ Tàu luôn, chữ Nhật nè. Đây nè.
tất cả đều có chữ chữ Nhật nha chú quý cô chú nha, tất cả có đầy đủ có chữ Nhật nha. À, shop sinh 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Cái này thì mẻ chút xíu nhưng mà nó không có mọc nha quý cô chú. Cái này shop sẽ tặng, ai mua hết shop sẽ tặng cái muỗng này nha. Cái này là tặng nha, có 14 cái. Sơ lược qua 14 cái cho quý cô chú là lành hết nha, không có bị bể nha. Đó, 14.2 đó, rất là lớn. Cái muỗng dạng này dạng lớn nha. Chiều dài hơn 14 nha quý cô chú nha. Còn cái miệng là ngang qua đây là 4.7 cm. Chiều ngang là 4.7 tính ở giữa này. Còn dài á là 14.2. Của Nhật luôn ha. Tất cả đều Nhật hết. Shop sinh giao lưu á là 14 cái này. 14 cái muỗng. Với giá là 190 cái nha quý cô chú. 190 một cái nhân cho 14. Và tặng một cái muỗng 15. Dạ, 190 một cái. Sếp giới thiệu tới đủ mung. Đây. 1 đôi, 2 đôi, 3 đôi, 4 đôi, 5, có 6 đôi đủ mung nha quý chú. 6 đôi. Sếp đủ mung này á là hồi xưa người ta sử dụng cho những người địa chủ quan chức xưa để tẩm độc với quý cô chú. Đây là những cái đầu đũa này là được bọc bạc nha. Lúc mà mình người ta chấm vô thì người ta thử độc á là người ta nó sẽ đổi màu nha. Thì theo như của người bác người chú lớn tuổi nói lại là những đôi đũa mung này là những để thử độc cho quý cô chú. Đặc biệt là nếu như mà nó nếu có độc đó là cái để đổi màu liền. Cái này là bạc nha. Đũa mung bọc bạc. Bọc bạc lại nè. Cái này vẫn sử dụng bình thường nha quý cô chú. Mung nha. Rồi trên đầu này cũng bọc lại nhỏ. Shop có 6 đôi nha quý cô chú. Shop có 6 đôi đũa mung, có chiều dài là 33. Chiều dài của đũa mung là 33 nha quý cô chú. Đũa mung chống độc. Cái này vẫn sử dụng bình thường, nếu quý cô chú có thể về sử dụng bình thường tốt. Đã. Ở đây còn 5 đôi. Là 6 đôi ha quý cô chú nha. Một đôi như vậy á shop sẽ bán hết cái này á là 2.3 triệu. 6 đôi 2.3 triệu nha quý cô chú. Nha, chống độc. 6 đôi nha. À, cái đầu vẫn cái này vẫn xài vẫn còn đẹp nha. 6 đôi đũa mung chống độc. Quý cô chú nào chưa đăng ký kênh thì giúp cho shop một cái đăng ký và chia sẻ cho mọi người và người thân được biết đến. Shop Lê Quốc thành thật cảm ơn rất là nhiều. Quý cô chú chỉ cần vào xem kênh là một cái động lực rất to lớn để shop đi sưu tầm khắp nơi về quay cho quý cô chú chị em xem những món hàng độc lạ. Dạ xin cảm ơn quý cô chú đã xem clip này. Đây
Chỉ có cái đầu này thiếu một cái bọc trên đây thôi nha chú. Còn nhiêu là đủ nha. Đó, thiếu một cái bọc 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 bạc nha. 6 đôi 2.3 triệu bao ship. Sắp xin nhắc lại. Tổng thể của cái 7 cái tô này là 2 triệu. 7 cái tô này là 2 triệu, rồi 14 cái muỗng. 14 cái muỗng Nhật cổ lầu có đường kính là 14.2. Với giá là 190 cái nha quý cô chú. À, 14 cái muỗng. Và tặng cho quý cô chú một cái muỗng thứ 15. Muỗng này thì bị mẻ trên đây chút xíu nha quý cô chú. Này shop sẽ tặng, tặng riêng. Tổng cộng là 15 cái. Còn cái này là 6 đôi đũa mung chống độc. Tại vì thời gian có hạn nên shop chỉ giới thiệu một số đồ gốm và muỗng và đũa. Sau này shop có sưu tầm được một số đồ gốm sẽ quay cho quý cô chú chị em xem. Cảm ơn quý cô chú đã xem hết clip này. Kính chúc quý cô chú sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và được bình an. Shop Lê Quốc đồ xưa xin thành thật cảm ơn.